bác ấy bị ốm. Trên cao thứ cũng còn không để ý là đốt hết, phải đốt còn hết thì đốt thì chị mới đoán là chắc nhà nào mới làm mà. Nhà này đấy quận 236 và bà mai 10 giờ thì mình hẹn bà 10 giờ xong là bà cúng xong là làm xong là ăn thôi đấy, hẹn rồi bà nhất trí rồi. Thế là chị chung thoát mà có đi được chợ đã đâu. Ngày trước tôi sáng ra 4 rưỡi bà đi bộ xuống chợ. Thôi bây giờ không đi được chợ đâu. Anh đi đường quanh ở chợ Thủ Vôi đi bảo qua đau chân á. Bà Sáu vào chân này thấy đau chân không đi được. Thì quả này cứ giống như quả bưởi. Thì đã bảo là nhìn xa thì giống quả bưởi, cho đến gần thấy nó quá nhẵn rồi. Vâng. Vì quả bưởi là cái da nó phải phần phần chứ. Vâng. Nhiều quá.